chơi sáng giờ cái shop á chằn chành đây không lo, tối ngày cứ lo con chó này hoài. Ê, dễ thương mà anh, cái shop mi lo mi mi ăn lo được à. Dễ thương cái gì mà coi nó kìa, người thì đốm trắng đốm đen à, như cái con bò sữa vậy, chó không ra chó, bò không ra bò, không biết nó là con gì nữa. Với lại mỗi ngày em đều phải nói chuyện với Mon tiếng đồng hồ để cho Mon được có sự huấn luyện đó. Nói chung là cũng ok lắm. Em tính học theo cái loài chó, cái gì học chó. Anh mới học chó đó, cái gì nói bậy bạ như vậy. Thôi tôi thấy con Mon không có dễ thương chút nào hết trơn á, bà kiếm cái con khác mà nuôi đi. Đây, anh chỉ nói về độ dễ thương đúng không? Ừ, đang nói về độ dễ thương. Độ dễ thương thì em nghĩ chỉ có nuôi chuột nó mới dễ thương rồi. Trời ơi, chuột gớm chết luôn, nuôi vậy nó hồn chuột cống luôn quá. Ê, con chuột ở đen thui à, có gì đâu mà đẹp. Không, chị nói về cái con chuột của em nuôi á, là con chuột đó gọi là chuột hamster. Hamster. Dạ, nó không có đuôi mà nó có chút ép à. Thôi, lại nó có chiếu vậy đó hả? Nó có chút xíu à. Ủa? Nhưng mà cái mặt nó, cái mặt cái người nó tròn tròn với Hương. À, như giống như cái bánh mini vậy đó hả? À, nhưng mà cái con đó mình có ăn thịt được không? Ê, bậy rồi đó, chuột này chuột kiển ta mà nói ai. Ủa, mà mình mua về cho Mon chơi được không ta? Được mà chị, con chuột bốn chân, con Mon có bốn chân, tụi nó chơi chung với nhau thân lắm chị. À, kiểu là cùng giống đó con này. Ôi, vậy là tụi nó cùng họ hàng với nhau rồi. À, vậy được, vậy được. Ê. Vậy nè, anh giữ Mon, em đi mua chuột á. Bây giờ anh chị hãy đi theo em. Ok, em được, đi thôi chị em ơi. Đi vô, đi lẹ, đi lẹ, đi, đi, đi. Nghe nó đi mua đồ là lẹ lắm. Trời ơi, đi mua chuột, chứ phải đi mua đồ. Bà mua mấy con chuột nó về rồi bà nuôi nha, tôi không có nuôi đâu á. Anh đất nuôi giùm á mọi người. Cuối cùng bà Dê cũng vừa đặt chân tới được cái tiệm của các anh này tròn mà xinh. Ủa, mà mới đặt chân tới mà sao thấy có hai cái bạn này ngồi đây lựa chuột rồi. Đúng lẹ luôn mọi người, trời ơi, mới vừa lên chuột trời. Con hồn chim én. Trời ơi, đây bà Bê để ý có một bạn bò sữa nè, nhìn cưng quá à. Trời ơi, mà nhìn... Bê đụng thử đi Bê. Cái mặt ổng thay đổi, tại mặt thay đổi. Ơ, hết hồn, trời ơi, làm hết hồn mà ổng ơi. Sao nó bự quá vậy? Nó bự dữ luôn. Cái nào giống này như là giống chuột gì mới á nha. Hamster bear, mọi người. À, nó giờ nó bự gì? Như con gấu vậy đó mọi người. Còn đây là một bạn thỏ đang ngồi nhai 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 đồ ăn quá là ngon ơ luôn. Ngon dữ. Cái bạn này có dữ không anh? Không dữ em. Dạ. Thương không? Nhìn cưng quá mọi người. Trời ơi, lông mập bả mềm dữ thần chim én. Rồi, trời ơi cưng quá mọi người. Trời ơi, bả đang ngồi ăn cái bắp gà làm hút hồn chim én ha. Trời ơi cưng quá. Trắng tinh nè ha, cái này kêu là thỏ ngọc rồi. Ừ, trắng tinh mà hai con mắt màu đỏ đó, nhìn rất là lạ luôn mọi người. Đó, còn bên kia là có hai cái bạn kia. Nhìn đúng là ai không? Ủa, sao các bạn hay sao đứng yên vậy? nhìn kiểu... Ủa, đang quay gì vậy kiểu? Ủa, đang quay mình hả? Thiệt hả, đang quay mình không bạn? Rồi, ở đây là ảnh bán rất là nhiều loại thú cưng, giống như là thỏ nè, chuột nè. Rồi thêm bạn sóc nữa. Nó kêu làm giếm chú đâu nhau. Ui. Trời ơi nhìn nó dữ, thần chim én chưa? Ê, trời ơi đi theo mình luôn nè mọi người. Lần đầu thấy nó đẹp phải không em? Trời. Dám đâu, tại vì bà ngồi kế quầy thức ăn của nó nhìn thức ăn của nó nè. Bởi kiểu quả quả đó. Còn ở đây là một bạn thỏ siêu bự luôn. Bạn thỏ này giống như là bạn thỏ bò sữa vậy đó. Bạn thỏ này mắt đen nha mọi người. Trời ơi cưng không? Gái ngứa cho bà. Có cái bà gì đang khui bà kia nữa kìa. Cái bà kia là bà thỏ lông xù. Nhìn rất là xù lông lên luôn đó. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem thử cái bạn thỏ lông xù trong đây nha. Còn bà này là bà thỏ lông xù nè. Đó, trời ơi. Trời, tôi có làm gì trong bà đó, bà làm gì bà bảo vệ dữ vậy? Có làm gì đâu. Trời, bà chị thấy là ở đây là những cái chuồng của mấy bé chuột hamster để ngủ nè. Nhìn rất là cute luôn. Cái này là một cái chuồng siêu bự như thế này, có thể cho được một đống bé ngủ trong đây. Đó, có hình mèo, rồi hình thỏ, cute, hộp mây nha. Rồi hình gấu nữa, với màu xanh dương nè. Tí xíu mua cái này cho bà chuột vô đây ngủ. Cưng quá à. Có cây nấm nè mọi người. Ý, bò sữa. Mua cho bà tắm cho mày luôn. Cái chút xíu thì sao được, phải mua bự lên mới được. Nhưng mà mini lắm được rồi. Rồi đó, đây là một trái bí ngô Halloween. Cô te à. Và đây thêm cái xích đu cho mấy bà chuột nữa nè. Này mọi người biết sao không? Để mình trang trí những cái đường. Cái hàng rào không? Hàng rào xương xương đúng không? Đúng rồi. Đó. Này là bằng cái gì vậy? Gỗ hay? Dạ hình như gỗ. Gỗ màu, gỗ sơn màu. À, gỗ sơn màu lên để mình để ngăn phân lóc vuông ra. Đó,
cái này mốt em mua biết chi mà. Chị, em đựng bà chuột vô đây em dẫn bà đi chơi. Tưởng là mình nước đựng đi uống. Cái gì trời, này là cái hộp đựng. Chắc chắn dưỡng được đó. Trời, bà đẩy ra, bà đẩy ra, bà đẩy ra, bà đẩy ra. Ui ui. Trời. 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 Đẩy hả chân cái cưng. Anh đang chỉ chị Vi cách bắt chuột. Đúng rồi, phải bắt theo kiểu là đặt tay vô cái người của cái bé. Cái ngực của nó sẽ không có chạy đi. Trời ơi, bà ị nè đó. Cười ra trời ra cái mặt à. Cười. Nhộp nhộp nhộp. Ý nhộp nhộp nhộp. Trời ơi, cưng không? Ừ. Đây là dòng bia như chị em đó, nhìn rất là yêu luôn. Tay lên, em cầm nó lên xong rồi em đặt cái tay vô giữa ngực là ok. Hai con này là nước một cặp hả anh? À, hai bé này là hai bé anh em. Em bị run quá. Tại em sợ bé lạ. Ý, ý, ý. Mẹ nhau dễ sợ luôn nè. Cái râu của nó dài. Cưng nha, mình chạy. Có không? Cho chạy qua chạy lại. Còn bên đây là những cái bé dòng Campbell nha mọi người đó. Bé này đang ngồi ăn, trời ơi, một mình bả mà ăn nguyên một cái tô bự chà bá luôn. Ôi, ngồi vô cái chén, không có thấy bả đâu hết trơn. Nhìn cưng dễ sợ. Còn bên đây bà này bả ngủ phè người ra luôn mọi người. Trời đất ơi, đâu ngủ cho bả dậy. Giật mình nhỏ đó. Ý trời nhậu. Ý không. Ôi trời trời trời, hết hồn. Rồi, thú hồn chí mén mọi người. Trời, bên đây tụ 5 tụ 7 rồi, nhiều chuyện nè. Nhiều chuyện, nhiều chuyện. Đó, bên đây là một hai bé lông màu xám vàng với một bé lông màu sóc chuột. Còn đây làm gì cắn chừng. Ngứa. Trời ơi, phải cho người ta gãi chứ anh. Hello bà. Cô chị Vi bắt nha. Không bắt ở đâu, sao đâu. Dạ. Ô trời ơi. Hửi 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 hửi. Mùi lạ dữ ta. Đâu, vậy là bà Dê đã chốt hai bé này đã về nhà của chúng ta. Rồi, ok luôn, bây giờ mình sẽ nhờ anh chủ ship hai bé qua. Trời ơi, bà này bắt nhau dễ sợ. Cái bà đọc này nè. Nhau nãy giờ nhau cả nhau đó, đó, rồi. Bé này nhạt hơn bé này. Nên bé này sẽ là sữa, còn bé này sẽ là cà phê. Yeah. Ủa, đặt tên sữa cà phê gì bà? Thì hai bé là cà phê sữa. I am the one, the way your son don't. Quá, trời đất ơi, quá là cute. Cuối cùng thì hai bé nhà ta đã đáp cánh về tới nhà rồi mọi người, thấy chưa? Đó, đây hai bà robot của tôi đã về tới là thấy là lạ dữ thần chim én đó mọi người. Xung quanh toàn là thức ăn luôn, quá là đã đó. Bây giờ bà Dê sẽ giới thiệu sương sương ở đây và mình sẽ trang trí cái chuồng cho hai bé luôn he đó. Mình sẽ giới thiệu sương sương đồ ăn cho mấy bé đó. Thì ở đây là bà Dê đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn. Cái này phải đồ ăn nha mọi người. Đây là cái hạt sỏi để lót ở phía dưới chuồng để khi mà mấy bé mà đi vệ sinh á thì nó sẽ không có bị hôi đó. Rồi, ở đây là cái này lạ nè. Cái này bà Dê mới thấy lần đầu tiên là những cái mà sợi cá đó, sợi vị cá cho mấy bé hamster ăn. Còn cái này là bánh bánh gì vậy ta? Như là giống như cái bánh gì mình hay ăn á anh. Bánh macaron vậy á. Bánh macaron, bánh ơi gì đó. Rồi cái này là cốm trứng đó. Còn đây là những bà sâu, rất là ghê luôn. Đây là những bà sâu khô, nhưng mà mọi người muốn nuôi mấy bé mà tròn tròn mập mập ú ú thì mọi người hãy mua sâu cho mấy bé ăn cho bổ ha. Còn đây là những cái cây táo để cho mấy bé mà găng đó, cạp 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 vậy mọi người. Tiếp theo sẽ là giấy màu để mình lót cái chỗ ngủ cho hai bé. Và đây là cát tắm đó mọi người. Trời ơi, mấy bạn ơi, sạch dễ sợ, có cát tắm rồi đó. Rồi cái này là thức ăn của bé. Thức ăn này là có vị tảo nha mọi người, có vị tảo, vị tôm, vị cá cơm đồ đó, nói chung là khá ok la. Còn bên đây là những cái phụ kiện mình trang trí vô cái chuồng, gồm có một tô thức ăn nè, một cái cầu thang để mình bắt lên đây cho mấy bé chạy lên đây cái lọt xuống này. Không biết chi nữa bé, mình để vậy, vui vậy đó. Rồi ở đây là để cho cái bình cho mấy bé uống nước nè, bà Dê để một cái chỗ kê màu xanh lá và một cái bình màu hồng nhìn cho nó cute. Còn đây tăng 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 cái giường ngủ của hai bà đó, hình bé thỏ luôn. Bây giờ mình sẽ khui ra mọi người. Đó, mình khui cái giường bé thỏ bằng sứ này ra, nhìn khá là ưng luôn á trời. Nhìn là tươi mát mùa hè liền. Hai bà chui vô đây ngủ chung nha cho cute. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái bồn tắm. Rồi mình bỏ cát vô đây để cho mấy bà chui vô, mấy bà tắm cho cái lông mịn hơn và nó không bị bết bết á chị em. Gì vậy? Còn đây là cơn mưa tình yêu. Cái gì vậy? Đó, bắt đầu tôi sẽ rải cái này xuống. Chưa. Thì mình phải gãi cái này trước chứ, cái này là mùn cưa nè, để cho nó êm á, con chuột nó chạy nó êm chân á. Cái gì vậy trời? Gãi muối. Má à, tí xíu anh quét á nha. Này sỏi, biết sỏi. Không, cái sỏi này như là cát tắm mình bỏ vô cái bồn tắm của nó chứ mà bỏ ra tùm lum vậy sao được. Đâu ra? Cái sỏi thì cái anh nãy là anh bỏ vô để cho lót nhỏ mà. Đây. Đó.
mình lót vừa lót cả sợi vừa lót mùng cơ luôn, nhìn cho nó siêu hay mọi người. Rồi mưa mùng cơ mưa cát đồ đó xong. Thấy mấy mùng cơ cá ít quá vậy. Trời nãy cái nhiều vậy chứ. Ít quá à, bỏ vô nè. Bỏ vô cho mấy bé đi cho em. Đã. Tại nhỏ dính mùng cơ lên người hết trơn nhỏ luôn rồi. Không sao đâu, nó là chuột mà lát nó vũ cái nó sạch lại thôi. Vậy hả? Đã. Rồi, tiếp theo đã. Cái này lên. Cho nó lên nhà ở đi, giờ ở nhà là nhà cấp 4 rồi nha, từ từ mình nó cấp lên cho ở nhà. Rồi mình để cái cầu thang ở đâu ta? Để cầu thang ở ngoài đây nè, tao đi ngoài đây vô. Đi ngoài đây nhỏ lọt xuống đây. Thì để sát vô. Nè. Đây đi. Phòng xay này á để cho mấy bé thích xay là xay vậy mọi người đó, không biết là bà có biết chui vô mới xay không. Còn trên đây mình sẽ để cái ngôi nhà cho hai bé. Đó, quá là xịn xò luôn. Ở đây chưa có nước luôn nha. Còn đây là những cái mùng cưa mà mềm mềm giấy banner đó mọi người. Ê, cái này đừng bỏ đây, bỏ trong đây nè. Ừ, thì em bỏ đây, em đâu có bỏ đó đâu. Đây, mình bỏ vô trong đây để cho mấy bả nằm ở đây nhìn cho nó êm đềm giống như là lót nệm vậy đó mọi người. Rồi, ok xong. Đó, mình sương sương, mình êm êm vậy là đẹp rồi nha. Tiếp theo mình sẽ bỏ tới chén thức ăn nè. Chén thức ăn ở đây, mình sẽ bỏ miếng đồ ăn. Anh chọn đây, đồ ăn, đây. Đồ ăn đây chính là hải sản gồm cá mực dẹ. Mà cái đó là cái vị thôi, còn nó là đây. Trời ơi, có luôn nè. Trời, tự nhiên cái chui vô đây ngồi vậy trời. Đây nè. Đâu không có cá mực gì không? Có này nè, con cá cơm nè. Ủa hay vậy? Nè con cá lồng tông nè. Trời ơi, này là con sao biển nữa nè. Sao biển ăn sao biển luôn hả? Rồi nó vô nè cho nó ăn thử. Trời, tự nhiên cái chui vô đây ngồi vậy trời. Đó, ăn cái miếng đó đi anh. Hai đứa mà ăn vô đây sao đủ thấm. Nhỏ đang đói bụng hả? Rồi, được rồi. Đó, rất là nhiều đồ ăn luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây cho hai bé ăn nè. Ăn đi bà. Rồi, còn đây là cái bồn tắm. Mình sẽ bỏ cát vào. Trời, gì hủy vậy? Thơm quá. Thơm quá. Tí xíu vừa vừa anh tắm cũng được đó anh. Đó, mình sẽ bỏ một tí xíu cát dâu vô cho mấy bé thơm tho sạch sẽ nha chị em. Đó, mình để đây. Sướng quá vậy? Sướng dữ. Đầy đủ đồ chơi. Ở đây là mình sẽ lấy một cái cành cây này. Ví dụ rảnh rảnh thì tự mài răng đi hai bé, chứ không ai rảnh mài giùm đâu. Mình cắm ở đây hết ta. Thôi mình để gì đi. Đó, uống mài xì mài. Ok mọi người, vậy là bà Dê Dê đã đi coi xong cái ngôi nhà sương sương của mấy bà Hamster rồi ha. Thì nếu mọi người có thích clip này thì đừng quên ủng hộ tôi nha. Ở mà quên, sáng giờ quên nói với mọi người là cái này là kênh mới với mọi người đó. Đây là kênh mà bà Vê chuyên quay về thú cưng luôn, tên là VV Animal. Nên mọi người nhớ là nhấn liền cái nút đăng ký ủng hộ tôi ha. Còn bây giờ thì bye bye. Đồ ăn của anh á.